Rồi, xin kính chào bà con. Trong video ngày hôm nay thì chuyện nhà nông xin chia sẻ với bà con về cái chuyện mà con trồn hương á, nó thường nó bị liệt chân á. Thì vừa rồi một số bà con hỏi là cái con trồn hương á, khi mà nuôi được một thời gian cái bắt đầu nó bị liệt chân, thì nó là nguyên nhân gì? Thì hôm nay thì cũng làm cái video này xin chia sẻ với bà con nhé. Thì nói chung là các cái video về chia sẻ cái kinh nghiệm nuôi con trồn hương ấy, đa số là dành cho những bà con đang tìm hiểu về con trồn hương hoặc là mới bước vào nuôi con trồn hương. Còn những bà con mà đã nuôi có kinh nghiệm về con trồn hương rồi đấy thì chúng ta cũng không cần phải xem những cái video như thế này. Thì đây thì tôi cũng đang lừa để bắt cái con tròn hương ra để cho bà con cùng xem. Đây thì ổ này thì ba con nhưng mà đã tách ra bên kia hai con rồi, còn ở đây một con nữa. Con này thì nó hơi gọi là hơi con á, nó hơi nhỏ hơn so với hai con anh em kia, cho nên là còn để cho mẹ nó chăm được một tuần rồi bắt đầu bữa nay thì cũng tính là tách ra đây. Mắt cái con trồn baby ra cho bà con. Đây thì thường á là khi mà chúng ta mua cái con trồn baby về đó nuôi 5 bữa, 7 bữa hoặc là nửa tháng ấy, thì thường là có cái hiện tượng nó bị liệt chi đó. Thì rất nhiều bà con hỏi là tại sao con trồn hương nó bị liệt chi. Thì chủ yếu là nó rơi vào những con trồn baby như thế này. Thế cho nên là tại sao mà gần đây thì tôi cũng đa số là khi mà tách trồn baby ra đấy thì đều nuôi lớn lên đến khoảng 5 tháng rồi mới xuất chuồng, thì nó cứng cáp hơn, nó không có cái hiện tượng là liệt chi nữa. Thường nó xảy ra nó liệt hai cái chi sau này đó. Thì cái nguyên nhân chính mà để cho con trồn hương nó bị liệt chi ấy, là từ khi chúng ta tách con trồn baby ra khỏi mẹ đó, là lúc này nó tự ăn nó tiêu hóa, thì nó hấp thu dinh dưỡng từ thức ăn. Thế cho nên là thường nó 2 tháng đến 3 tháng thì nó có cái hiện tượng là bị liệt chi. Bởi vì lúc này nó tự tổng hợp vitamin và khoáng chất, cho nên là dễ bị liệt chi do thiếu canxi. Đó. Bởi vì bà con thấy những lúc mà con trồn baby nó nằm với mẹ nó đó, thì thường nó sẽ con mẹ nó sẽ liếm vừa cho con bú nó vừa liếm con đó. Liếm ở đây không phải là cái thừa, mà cái chính là giúp cho cái hệ tiêu hóa của con trồn baby ấy, nó được kích thích, nó tiêu hóa nó dễ dàng hơn đó. Cho nên là khi mà tách trồn baby ra sớm ấy, thì thường là chúng ta cũng nên đảm bảo làm sao cái nhiệt độ của nó chúng ta cũng cần phải sưởi ấm cho nó vào ban đêm. Chúng ta bắt đèn sáng vào ban đêm đó. Thì vậy thì khi mà nó liệt chi ấy, nếu mà chúng ta không trị kịp thời đấy thì nó sẽ dẫn đến là tàn tật luôn, và như vậy thì cái ảnh hưởng đến chất lượng con giống. Thế thì khi mà thiếu canxi đó thì bà con nên đi ra tiệm thuốc tây ấy, chúng ta mua cái calcium dạng nước ấy, để chúng ta cho nó uống, chúng ta hòa vào nước và thêm một tí mật ong đó, một ngày chúng ta cho nó uống một ống như vậy. Rồi cái thời gian kéo dài cho uống canxi ấy, thì khoảng từ 10 đến 15 ngày đó, cho nó uống trong cái thời gian như vậy. Và buổi sáng ấy, thì bà con nên
đem con tròn baby ra ngoài tắm nắng vậy đó. Đến khoảng 9 giờ sáng, rồi sau đó là chúng ta đem con tròn hương baby vào chuồng. Mục đích tắm nắng để là nó hấp thu được cái vitamin D. Đó. Hấp thu vitamin D để mà cái vitamin D là cái vitamin để dẫn xuất canxi. Đó. Vậy khi mà chúng ta bổ sung canxi ấy, thì chúng ta nên lưu ý là cái canxi đó nó có thành phần magie với vitamin D hay không. Đó, cũng như là khi mà chúng ta bổ sung canxi vào á mà không có vitamin D hoặc là magie đấy, thì cũng như là chúng ta đi qua sông mà chúng ta không có đò, không có đò thì chúng ta không sang được. Thì cái vitamin D và magie nó có vai trò như vậy, có nghĩa là nó dẫn cho canxi bổ sung vào đúng cái chỗ nó cần bổ sung. Đó là hai cái chân này đó, là giúp cho cái chân con tròn hương nó khỏe lên đó. Cho nên là chúng ta phải cho nó uống trong vòng 10-15 ngày, rồi đem ra phơi nắng cũng trong cái khoảng thời gian đó. Thế nhiều khi bà con bảo sao mà vitamin D nó lại quan trọng như vậy, thì đấy, khi mà nếu mà chúng ta cho nó uống vitamin D ấy, để nó giúp mà bổ sung cái canxi. Thế cho nên là cái canxi ấy, bà con đi mua đấy, thì chúng ta phải để ý là nó phải có thành phần vitamin D và magie. Mà thường ấy, đa số những cái canxi đó thì nó rất là đắt, nó không có rẻ đâu. Thế còn mà canxi rẻ thì thường là nó sẽ không có vitamin D, nên là bà con lưu ý làm sao mà chúng ta mua cái loại canxi làm sao cho nó hiệu quả. Và vitamin D thì chúng ta cũng cần phải bổ sung khi mà con tròn hương mẹ nó mang bầu. Đó, bởi vì khi mà nó mang bầu như vậy nó hình thành nên một cái khung xương, đó là những cái con tròn baby con này này. Thì nếu mà trong quá trình ăn uống nhiều khi nó cũng không tổng hợp đủ. Đó, thì cái con tròn baby mà nó sinh ra nó khỏe mạnh thì có nghĩa là trong cái quá trình mang thai chúng ta cần phải hết sức là lưu ý đến vấn đề bổ sung cái canxi. Đó. Thường cái nữa là chúng ta cũng, nếu như tròn nữa mà chúng ta tách sớm thì nói chung là một năm sẽ được 3 lứa. Tuy nhiên thì nếu mà tách sớm như vậy thì cái hệ tiêu hóa của con tròn baby ấy, nó cũng chưa được hoàn thiện, nên là chúng ta cũng phải chăm cái con tròn baby nó đúng cách, chứ không là nhiều khi là nó cũng có cái khấu hao. Bởi vì cho nên là khi mà bà con mới chúng ta mua giống thì nên là mua con tròn hương nó nhiều tháng hơn chút, ví dụ như là ít ra nó phải 3 tháng, 4 tháng hay là tốt nhất là 5 tháng. Tuy là nó có đắt hơn thế nhưng mà nó cũng đảm bảo là cái con giống nó có cái sức đề kháng tốt rồi. Đó. Thế còn ai mà đã có kinh nghiệm rồi thì chúng ta có thể là mua con tròn hương đủ 2 tháng cũng được. Thì đấy là cái video xin chia sẻ với bà con. Đó. Thôi bây giờ cũng tách ra thôi. Đó. Hai con anh em nó thì đã tách trước ra rồi. Nên con này thì bây giờ mới tách ra. Đó. Thì đối với tròn baby 2 tháng ấy, thì cái trọng lượng của nó được khoảng 500-600 gram một con. Yeah. Ý đấy. À, lúc này thì 2 tháng thì nói chung là nó cũng ăn uống rất là tốt rồi. Chúng ta tách bầy được ra và bắt đầu nuôi lớn. Còn trong cái giai đoạn này thì bắt đầu từ tháng thứ 3 trở đi ấy, thì con tròn hương nó lớn cũng rất là nhanh. Đó. Miễn sao chúng ta cho ăn uống đủ chất. Đó. Và thường ấy, có thể là đối với tròn baby 2 tháng tuổi này trở lên ấy, thì một ngày chúng ta cho ăn 3 bữa, sáng, trưa, rồi bữa tối. Thì trong cái giai đoạn này nói chung là chúng ta cũng chuối này, thì chúng ta cho ăn đủ cho 3 bữa. Nhưng mà nói chung mỗi một lần chúng ta cho ăn vừa thôi, cho ăn thật nhiều đợt. Đó, thì con tròn hương nó sẽ lớn nhanh. Và đây, như cái ổ này thì bà con thấy cũng
một ổ ba con baby. Thì ba con này thì cũng được một tháng rưỡi rồi, nó cũng bắt đầu là nó tập ăn. Thì nhiều nơi thì bà con cũng tách khá sớm, nhưng mà đây thì cũng còn cho nó bú mẹ, nó còn bú mẹ cho nên là thường nó cũng ăn chưa có được rành lắm, thường thì mẹ nó rành ăn. Nên là con mẹ nó chưa có cho con ăn, thường là con mẹ nó dành ăn của con. Cho nên là khi mà chúng ta tập cho con baby ăn ấy, thì chúng ta phải đưa sang cái chuồng kế bên ấy, cho con ăn. Thì như vậy nó mới được. Thì cái video này thì xin được tạm dừng ở đây nha. Hẹn gặp lại bà con ở các cái video sau.